Trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 31 thường niên. Ngài nói: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Dal Vangelo della liturgia odierna ascoltiamo alcune parole di Gesù che riguardano gli scribi e i farisei, cioè le guide religiose del popolo. Trong bài tin mừng phụng vụ hôm nay, chúng ta nghe một số lời của Chúa Giêsu nói về các luật sĩ và người pharisêu, tức là các nhà lãnh đạo tôn giáo của dân chúng. Về những nhà cầm quyền này, Chúa Giêsu dùng những lời rất nghiêm khắc, vì họ nói mà không làm, và họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Chúng ta hãy dừng lại ở hai khía cạnh này, khoảng cách giữa việc nói và làm, và sự nổi trội của cái bên ngoài hơn cái bên trong. Khoảng cách giữa nói và làm, đối với những thầy dạy của Israel, những người được coi là dạy người khác về lời Chúa và được tôn trọng như những người có thẩm quyền trong đền thờ, Chúa Giêsu phê phán lối sống hai mặt của họ. Họ dạy một đàn, nhưng sau đó lại sống một nẻo. Những lời này của Chúa Giêsu gợi lại những lời của các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Isaiah: dân này chỉ tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Đây là mối nguy hiểm cần phải cảnh giác. Chúng ta cũng gặp mối nguy hiểm này, đó là tính hai mặt của con tim, tạo ra mối nguy cho tính chân thực của chúng ta và tính khả tín của chúng ta với tư cách là con người và Kitô hữu. Tất cả chúng ta, vì sự mong manh của mình, ai cũng có kinh nghiệm về một khoảng cách nhất định giữa việc nói và làm. Nhưng ngược lại, có một con tim hai mặt là một chuyện khác. Sống kiểu xỏ một chân vào hai giày mà chẳng xem đó là vấn đề. Đặc biệt khi chúng ta được mời gọi trong cuộc sống, trong xã hội hay trong giáo hội, đảm nhận vai trò trách nhiệm, chúng ta hãy nhớ điều này. Không hai mặt. Đối với một linh mục, một nhân viên mục vụ, một chính trị gia, một giáo viên hay bậc cha mẹ, nguyên tắc này luôn được áp dụng. Những gì bạn nói, những gì bạn giảng cho người khác, bạn phải cam kết thực hiện điều đó trước tiên. Để trở thành những thầy dạy chính danh, trước tiên chúng ta phải là những chứng nhân đáng tin cậy. Khía cạnh thứ hai đến như một hiệu quả, sự nổi trội của cái bên ngoài hơn cái bên trong. Thực tế, khi sống hai mặt, các kinh sư và người Pharisêu bận tâm che giấu sự bất nhất để cứu lấy danh tiếng bên ngoài. Thực vậy, nếu để người ta biết được cái gì thực sự trong lòng họ, thì ắt họ sẽ phải xấu hổ, mất hết uy tín, và do đó họ làm những việc để tỏ ra chính trực, để cứu lấy bộ mặt, theo cách người ta thường nói. Kiểu hóa trang này rất phổ biến, hóa trang bộ mặt, hóa trang cuộc sống, hóa trang con tim. Những người này hóa trang, nhưng không biết sống sự thật. Nhiều lần chúng ta có cám dỗ sống hai mặt này. Anh chị em thân mến, khi chấp nhận lời cảnh báo này của Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy tự hỏi, chúng ta có cố gắng thực hành những gì chúng ta rao giảng hay chúng ta sống hai mặt? Chúng ta có nói một đàng mà lại làm một nẻo? Chúng ta chỉ bận tâm tỏ ra hoàn hảo bên ngoài hay chúng ta chăm sóc đời sống nội tâm của mình bằng sự chân thành của con tim? Chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ, xin Mẹ là người sống chính trực và khiêm nhường trong lòng theo ý Chúa, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng. Angelus Domini annuncavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha tiếp tục nhắc đến tình trạng chiến tranh ở Palestine và Israel gây ra đau khổ cho nhiều người. Ngài mạnh mẽ lên tiếng, nhân danh Thiên Chúa, tôi xin quý vị hãy dừng lại. Ngài cũng kêu gọi mở nhiều kênh để giúp đỡ nhân đạo, đặc biệt dành cho các trẻ em. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với người dân Nepal đau khổ vì vừa bị động đất, với người tị nạn Afghanistan ở Pakistan, nhưng giờ đây không biết nơi nào để trú ẩn. Ngài cũng gần gũi với những nạn nhân của trận lũ lụt ở Ý và nhiều nơi khác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.